Người đàn ông kết hôn và ly hôn 7 lần trên một tháng để nhận lương 32 ngày nghỉ. Trên các trang mạng xã hội tại Đài Loan đang lan truyền nhanh chóng một câu chuyện giờ khóc giờ cười khi một người đàn ông kết hôn và ly hôn 7 lần với một cô gái chỉ trong vòng một tháng để vừa được nghỉ phép lại hưởng lương 32 ngày. Câu chuyện nực cười này được diễn ra ở Đài Bắc và có thể bạn chưa biết pháp luật Đài Loan cho phép một người sau khi kết hôn có quyền nghỉ việc hưởng nguyên lương trong vòng 8 ngày. Nên trong ngày 6 tháng 4, 2020, một người đàn ông là một nhân viên ngân hàng đã đăng ký kết hôn với cô gái mình yêu thương bao lâu nay. Theo luật pháp hiện hành, người đàn ông này sẽ được nghỉ 8 ngày sau khi cưới và anh ta đã tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ tuyệt vời bên cạnh cô vợ mới cưới. Chuyện không có gì đáng nói khi vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, anh này đột nhiên ly dị vợ rồi cưới lại cô gái ấy vào ngày hôm sau. Với mục đích chính là yêu cầu một kỳ nghỉ có lương mới, hành động kết hôn và ly hôn liên tiếp được xảy ra với tổng số lần cưới là 4 và bỏ là 3 trong vòng 37 ngày, tức hơn 1 tháng và số ngày được nghỉ nguyên lương là 32 ngày. Tưởng chừng với số ngày nghỉ này, ngân hàng nơi anh ta làm việc sẽ phải trả đủ lương. Tuy nhiên, sau khi biết vụ việc không đơn giản, nhân viên của mình gian dối, ngân hàng chỉ công nhận 8 ngày nghỉ mà thôi. Người đàn ông này ngày lúc ấy khăng khăng, ngân hàng còn nợ mình lương của 24 ngày nghỉ. Đồng thời, không ngần ngại đâm đơn khiếu nại lên Cục Lao động thành phố Đài Bắc với cáo buộc ngân hàng vi phạm pháp luật. Tiếp nhận đơn điều tra, Văn phòng Lao động đã mở một cuộc điều tra và kết luận ngân hàng đã vi phạm luật lao động vào tháng 10/2020, bị phạt với mức tiền lên đến 20.000 đài tệ, chừng trên 16 triệu Việt Nam đồng, và phải trả thêm 24 ngày công cho nhân viên của mình. Văn phòng Lao động cho rằng, tuy nhân viên của ngân hàng có hành xử kỳ quặc, nhưng điều này không hề vi phạm pháp luật. Dẫu vậy, ngân hàng đã vi phạm luật lao động. Vụ việc này khiến dư luận ồn ào suốt một thời gian dài. Đa phần mọi người đều cho hay nam nhân viên ngân hàng kia là sai, phải được xử lý thích đáng. Nếu không, các ngành nghề khác cũng theo đó làm theo thì đất nước này chỉ có lụi tàn, toàn những người ăn không ngồi rồi đòi hưởng lương. Mặt khác, chúng ta có thể thấy được một lỗ hổng lớn trong pháp luật của Đài Loan giúp những kẻ mưu mô bám vào đó làm điều sai trái mà vẫn không bị pháp luật trừng phạt, người đúng trở thành người sai. I'm so in love with you.